Trại bò tứ chiến trở lại video trưa hôm nay. Kính chào cô chú anh chị làm sao. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2023. Bọn em chuẩn bị lên xe ra huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Rồi chuẩn bị lên xe. Bò về trại khá đông ba bê. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem tham khảo, xem xét hết chuộng chốt bò em xe ship tặng nơi cho anh chị á. Bò giờ tất cả trong trại bò em giờ bò ba bê rất là đông luôn. Giá rất là mềm. Rồi tiếp tục chút xíu nữa em, một xe đó là gồm có ba bê và bò chuẩn bị lên xe giao khách Lai Dung Đồng Tháp. Rồi kéo lên đi đặng hồi xe bò đi vô. Ủa cái bạn. Ủa các bạn. Lực không? Bỏ lực cái ghê ha. Thôi không phải như này. Này nó ngoài nó uống không hạt.